Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá tới game đầu tiên nha. Subway Surfers. Thank you.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ ba. Ice Cream 4. Thank you.
thấy rồi, ok. Ok. Okay.
Yes! It is so nice! Hey, what's going on in here, huh? Let's go. Get back here! I said get back here, you little bastard! Oh. Just missed him. These kids are driving me crazy! How could they have run away again, huh? So I've been to the main section, so I'll get it too. Show quite horror. Bài đầu tiên. Đêm rồi, cậu bé này lại dậy không đây.
Ngày thứ hai. Let's go. Cậu bé này có siêu năng lực. Rồi và cứ như thế sang đến ngày thứ ba, cháu dần dần thì sẽ làm thêm những nhiệm vụ khác nữa. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Time starts.
us. New shells are loaded. ¿Qué es eso? Para mí. Phải trả lời hai cuốn sách. Sau đó thì mình phải tìm một món đồ nữa. Những món đồ đó ở đâu? Thank you.
chưa thấy một cái món đồ còn lại. Nó nằm ở đâu? Phải mình lấy xem được không? Vừa nãy nó hiện. Đúng rồi, đúng sai. Nó bị chéo một chút. Đó, hiện xong lại mất. Bây giờ thì mình sẽ sang được cái tiếp theo. Brothers. Let's do this. Wow, very bad. Let's go get him. Up studio. Thank you.
Banzi. Grande Banzi. What day? Không hiểu tại sao tai bà ta nghe mà bà ta lại không xuống dưới cái tải kia. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Roblox. Pika.
comment. Ok. Tiếp tục nào. Và bây giờ sẽ là tự điểm cuối cùng. Grandpa and Granny. Bye. Chịu rồi. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.